giả, nếu ai am hiểu một chút kiến thức về ẩm thực cơ bản thì sẽ biết phân biệt loại thịt đỏ và thịt trắng. Hiểu nôm na, thịt đỏ mang sắc đỏ khi còn tươi và không đổi thành màu trắng khi nấu chín. Và đây là loại thịt phần lớn từ các loài thú như là bò, trâu, heo, cừu. Còn thịt trắng là thịt có ít hoặc là không có sắc tố như là thịt gà, thịt vịt, thịt cá. Loại nào cũng có dinh dưỡng riêng, nhưng thịt đỏ được ghi nhận là chứa nhiều đạm và phù hợp cho sự phát triển của thể chất. Loại thịt này chứa một hàm lượng đạm khá cao, rất tốt cho người ở tuổi trưởng thành. Để hiểu rõ hơn về tác dụng của loại thịt này đối với cơ thể là như thế nào, xin được mời quý khán giả cùng tìm hiểu. Với thành phần chứa nhiều chất đạm, giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng, thịt đỏ được xem là loại thực phẩm chính trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình Việt. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, nếu so sánh giữa thịt đỏ và thịt trắng, thì thành phần thịt đỏ cung cấp nhiều năng lượng, đặc biệt là các khoáng chất như sắt, kẽm và vitamin nhóm B hơn các loại thịt khác. Việc cung cấp đủ sắt rất cần thiết để tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến các cơ bộ phận khác. Thiếu sắt cũng có thể là nguyên nhân gây ra các tình trạng mệt mỏi, chóng mặt hoặc ảnh hưởng đến khả năng tập trung của não bộ. Bên cạnh đó, lượng kẽm và vitamin B có trong thịt đỏ giúp cải thiện hệ miễn dịch, tiêu hóa. Ngoài ra, thịt đỏ còn chứa những axit béo có lợi cho sức khỏe như omega 3, omega 6. Dựa vào những điều này, nhiều người có quan niệm hãy ăn nhiều thịt đỏ sẽ bổ dưỡng hơn, nên ăn càng nhiều càng tốt. Liệu quan điểm này có thực sự chính xác? Dân, bổ dưỡng thì ăn càng nhiều càng tốt, và tôi chắc chắn rằng đó sẽ không tốt một chút nào nếu ai đang có suy nghĩ đó, vì bất cứ một loại thực phẩm nào cũng cần có một lượng vừa phải. Nhưng mức độ ảnh hưởng ra sao khi chúng ta ăn quá nhiều loại thịt này sẽ được các chuyên gia thực phẩm lý giải sau đây. Trước kia thì người ta thấy là ăn thịt đỏ nó có nhiều cái điểm lợi vì nó nhiều dinh dưỡng, nó bổ dưỡng hơn là những cái loại thịt khác. Nhưng mà thật ra đó là một cái quan điểm nó cũng không phải là chính xác lắm. Thịt đỏ ăn nó bổ hơn thịt trắng là do là nó có nhiều vitamin hơn và nhiều chất khoáng hơn thôi. Còn về mặt chất đạm thì nó cũng tương tự nhau. Trong thịt đỏ nó có nhiều chất béo hơn và nó có nhiều cholesterol hơn, thì người ta lại khuyến cáo không nên ăn thịt đỏ nhiều hơn. Thứ hai là khi mà chúng ta chế biến thịt đỏ, nhất là khi chúng ta nướng hoặc chúng ta chiên mà ở nhiệt độ cao, thì cái thịt đỏ nó sinh ra nhiều cái chất gây ung thư hơn là thịt trắng. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa. Đây là loại chất béo chỉ cung cấp năng lượng chứ không có lợi cho sức khỏe. Nếu ăn nhiều hơn nhu cầu cần thiết của cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng thừa cholesterol, béo phì, máu nhiễm mỡ cũng như xơ giữa động mạch, từ đó làm tắc nghẽn mạch máu, giảm lưu thông máu, gây ra các bệnh về tim mạch và tăng từ 13-15% nguy cơ đột quỵ. Cholesterol cũng khiến lượng kháng insulin trong cơ thể tăng cao và làm cho việc điều hòa lượng đường trong máu bị cản trở, và vì thế gây nên bệnh tiểu đường. Thịt càng đỏ càng sẫm màu, tức càng chứa nhiều chất sắt. Nếu hàm lượng sắt trong thịt đỏ kết hợp với số lượng sắt dự trữ trong cơ thể dẫn đến dư thừa, sẽ làm tăng lên từ 9-18% nguy cơ gây bệnh đái tháo đường type 2. Hơn nữa, hấp thụ quá nhiều chất sắt cũng dễ mắc hội chứng Parkinson và Alzheimer. Đây là hai loại bệnh lý về thần kinh gây ảnh hưởng đến vận động và trí nhớ của người bệnh. Ngoài ra, khi chúng ta nạp vào người quá nhiều chất đạm thì gan sẽ làm việc nhiều hơn, thận làm việc nhiều hơn, và rồi rủi ro tích tụ nhiều chất độc không thể đào thải được. Vậy thì có cách nào để giúp hạn chế thấp nhất nguy cơ gây hại từ việc ăn các loại thịt đỏ hay không là nội dung cuối chương trình ngày hôm nay. Các xớ thịt của thịt đỏ cũng to hơn, mô liên kết cũng nhiều hơn các loại thịt khác, cho nên khiến quá trình tiêu hóa của cơ thể trở nên khó khăn hơn. Chưa kể hiện nay, vấn đề thịt heo bẩn bị tiêm thuốc an thần hoặc các loại thức ăn tăng trưởng đang bày bán tràn lan trên thị trường cũng gây ra nhiều tai hại khôn lường. Đặc biệt, đối với những loại thịt có hormone tăng trưởng, nếu ăn phải sẽ dẫn tới mất cân bằng hormone trong cơ thể và dậy thì sớm. Vậy trước những ẩn họa khôn lường từ việc lạm dụng thịt đỏ, chúng ta cần có khẩu phần thịt đỏ trong thực đơn như thế nào cho hợp lý? Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ nên cung cấp cho cơ thể từ 85-115g thịt đỏ và không nên tiêu thụ quá 300-400g thịt đỏ một tuần. Hạn chế chiên nướng thịt đỏ khi chế biến để phòng tránh các nguy cơ gây ung thư. Nên dùng kèm thịt đỏ với các loại rau củ quả để bổ sung thêm chất xơ hỗ trợ tiêu hóa.
hạn chế dùng các loại thịt đỏ đã qua chế biến như xúc xích, thịt hộp. Không nên ăn các loại thịt có quá nhiều mỡ. Nên xen kẽ các món có cá, thịt gia cầm, hải sản trong những bữa ăn. Lựa chọn thịt từ các cơ sở uy tín, tránh mua thịt giá rẻ, trôi nổi. Một thông tin vô cùng quý báu mà quý khán giả vừa tham khảo cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!